Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang vừa thông tin về kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc trung học phổ thông năm học 2022-2023. Theo đó, toàn tỉnh có 1.275 thí sinh dự thi ở 10 môn học. Kết quả kỳ thi có 623 thí sinh đạt giải, trong đó có 55 thí sinh đoạt giải nhất, 137 thí sinh giải nhì, 160 thí sinh giải ba và 271 thí sinh giải khuyến khích. Trong đó, trường Trung học Phổ thông chuyên Tiền Giang dẫn đầu số giải với tổng cộng 147 giải, Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu 61 giải, Trung học Phổ thông Trương Định 49 giải, Trung học Phổ thông Chợ Gạo 47 giải. Theo đánh giá của Hội đồng thi, các bài thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm nay đã đạt chất lượng đề ra. Nhiều bài làm cho thấy được sự sáng tạo và tư duy tốt của học sinh. Đề thi đã đánh giá, phân loại và lựa chọn được học sinh giỏi ở các môn thi.